Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Nhạt Vơ Lơ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những hình ảnh cực kỳ hài hước và vui nhộn chỉ có thể có tại các trường học của Việt Nam. Xin mời anh em đón xem. Ông thầy này đem theo cái chui bồn cầu lên lớp để làm gì đây? Chắc là thằng nào không học thuộc bài thì ông này lấy cái này nhét vào mồm mất. Với cái sơ đồ lớp trực quan và sinh động như thế này thì đổ thằng nào có thể điểm danh hồ được đấy. Hãy cho bạn này 1000 like để bạn này có thể thay khăn lau bàn nhé. Đây là chiếc khăn lau bàn theo phong cách ma quái. Trường trung học cơ sở Cần Đốt. Ngôi trường này còn hoạt động đến bây giờ, chắc hẳn nó phải nằm cạnh một trạm phòng cháy chữa cháy, vì trường này là trường Cần Đốt mà. Cái thằng này, đây là lớp học chứ có phải là khu nghỉ mát đâu, mà lại đem vòng vào đây để ngủ thế này. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi ôi, thầy giáo mà thấy được bức ảnh này thì chắc là bị đuổi học mất. Đây là một chàng tiên cá vượt cạn để tham gia lớp học loài người. Khi thầy giáo hết tiền thì cái hột rác cũng trở thành một cây thước. Còn ông thầy này thì lấy cả cây chổi ra để vẽ đường thẳng. Đúng là bá đạo quá đấy mà. Tấm thớt ngoài công dụng để chặt thịt thì nó còn giúp cho thầy vẽ một hình tròn. Đang leo rào vào trường học mà thầy giáo nhìn em, thầy giáo cười. Em nhìn thầy giáo lệ tuôn rơi. Cái bảng này xem ra còn quá nhỏ so với bàn học sinh này. Xem ra cần phải đề xuất nhà trường mua một cái bảng to hơn mới được. Chắc hẳn bạn nữ này là một nghệ nhân biểu diễn xiếc đấy. Đang nằm ngủ mà bị người ta để một đống đồ trên đầu. Thế mà không có cái nào bị rớt. Ảo thật đấy. Oh my god. Wow. Còn đây là cách uống sữa trong lớp học để không bị thầy cô phát hiện. Nhấn đăng ký và bật chuông.